đó diện tích đất nông nghiệp là 26,4 ha, còn 15,1 ha là diện tích đất thổ cư và giao thông thủy lợi. Trong thôn có 128 hộ với 502 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn đi đầu trong các phong trào như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, năm 2018-2019, thôn Xuân Tân 2 chúng tôi đã có 7 hộ hiến đất để giải tỏa hành lang giao thông với trên 600 m2 đất thổ cư để làm đường tuyến đường cao xá Lam Cốt và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen về công tác hiến đất làm đường giao thông nông thôn năm 2019. Vâng, đến với hội thi hôm nay do Ủy ban Nhân dân xã Cao Xá tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các thôn có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng trong toàn xã nói chung và các thôn nói riêng. Đến với hội thi hôm nay, thôn Xuân Tân 2 chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới hội thi gồm 10 thành viên tham gia hội thi. Bí thư chi bộ đảng sao Hồng Tuyên luôn dựng phong trào đi lên, tên gọi Minh Lạc trưởng thôn, một bè công việc hàng ngày xóm thôn. Nông dân đâu phải dễ dàng, chỉ trưởng ăn khánh cũng không ngại gì. Đảm việc nước, giỏi việc nhà, chị Thanh phụ nữ cũng không ngại gì. Đình thi hội phó chiến binh, tham gia công việc duy trì nhiều năm. Tấm gương anh lập làm giàu, phát triển kinh tế đứng đầu Xuân Tân. Chị Nam hiến đất làm đường 20-30 mét, tấm gương điển hình. Chị Sơn, chị Bắc thật xinh, hai cây văn nghệ nhiệt tình của thôn. Ngành nghề phát triển ai hơn, gia đình chị Liễu nhất thôn chúng mình. Xuân quê tôi thực hiện rất nghiêm, triển khai thật tốt nghị quyết cấp trên, mọi nhà làm thêm gia đình văn hóa, tình hàng nghĩa xóm gắn bó yêu thương, tối lửa tắt đèn cùng nhau chia sẻ tình thân đã có, cán bộ vì dân giải thích ân cần điều hay lẽ phải, nhà nhà mê mải từng bước làm giàu, cơ cấu cây trồng ruộng đồng xanh tốt, chăn nuôi phát triển dịch vụ ngành nghề, cùng nhau đoàn kết từng bước đi lên xây dựng vững bền nông thôn đổi mới. Vâng, đến với hội thi hôm nay, thôn Xuân Tân 2 chúng tôi mang đến thông điệp thôn Xuân Tân 2 quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng. Cuối cùng, một lần nữa thay lời cho đội thi đến từ Xuân Tân 2 xin được trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công. Vâng, và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị khán giả cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức màn chào hỏi đến từ đơn vị thôn Ngọc Kênh Ngoài. Xin chào.